Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc Minh Ngọc Cuộc sống Mỹ. Thưa quý vị hôm nay là ngày 22 tây tháng 9 năm 2020 thì Ngọc cũng xin chia sẻ những thông tin cập nhật của ngày hôm nay. À, thông tin về cái tiền trợ cấp thất nghiệp thì Ngọc cũng không có những cái thông tin gì mới của ngày hôm nay là quá nhiều. Cho nên là Ngọc cũng xin tóm tắt lại những cái thông tin này à, và nếu như các bạn đang chờ cái chương trình này thì các bạn có thể tìm lại những cái video trước. Nhưng mà trong cái video này Ngọc xin trả à, trả lời cái câu hỏi là bây giờ những cái tiểu bang mà người ta thông báo là người ta ngưng cái chương trình LWA 300-400 trên tuần này á, thì mình có được nữa hay không? Có được truy lãnh không nếu như mà mình nộp hồ sơ mới nộp sau này à, thì bây giờ người ta đã thông báo ngân rồi mình có được quyền truy lãnh hay không thì ngọc cũng xin trả lời cái câu trả xin chia sẻ cái câu trả lời chính thức mà ngọc đọc được từ cái bài báo và bây giờ ngọc có một cái thông tin rất là mới của ngày hôm nay luôn quý vị tối ngày hôm nay trước khi ngọc làm video này thì ngọc à, có à, đọc qua một lần nữa các báo thì à, cái ppp lần hai sẽ được bỏ phiếu vào tuần này ppp được hai nha các bạn đó cái tin này rất là là vui dành cho những ai hiện giờ đang chờ đợi cái tin về PPP đợt 2 để hỗ trợ cho các small businesses và Ngọc cũng chia sẻ những cái thông tin liên quan đến cái tiền 1.200 lần 2 mình có nên hy vọng uh, chính phủ Mỹ sẽ cho dân Mỹ cái tiền 1 hai lần 2 trước bầu cử hay không thì Ngọc cũng xin chia sẻ những cái thông tin sau đây mọi người nha và trước khi đi vào cái nội dung chính thì Ngọc cũng rất là cảm ơn và rất mong mọi người sẽ ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách đăng ký kênh nếu chưa nếu như quý vị chưa đăng ký và like share ủng hộ Ngọc mọi người nha thì à, bây giờ à, Ngọc xin cập nhật về cái tiền LWA tức là tiền 300 trên tuần hoặc là 400 trên tuần các bạn nha à, hiện giờ cái quỹ FIMA trong cái quỹ FIMA mà xác lệnh tổng thống trăm ký là chỉ có 44 tỷ đô la Mỹ thôi nhưng mà hiện giờ người ta đã chi hết là 39 tỷ rồi 39 tỷ trong 44 tỷ này đã chuyển về các tiểu bang hết các bạn ơi cho nên là hiện giờ FIMA chỉ còn khoảng là bao nhiêu 5 tỷ trong cái à, cái cái quỹ này thôi và hiện giờ có 39 tiểu bang đã nhận đủ tiền để chi cho hết 6 tuần rồi quý vị riêng tiểu bang California thì hiện giờ à, đang xin cái tuần thứ sáu và chưa có thông báo là cái tuần thứ sáu được chuẩn thuận hay chưa nhưng mà Cali thì được 5 tuần và mới chỉ có chuyển tiền về cho những cái người xin tiền trợ cấp thất nghiệp là 3 tuần thôi hai tuần còn lại thì chưa có cái thấy lên lịch nha các bạn À, và những cái tiểu bang sau là những cái tiểu bang người ta đã có cái thông báo chính thức là người ta đã ngưng cái chương trình 300 trên tuần này. Đó là tiểu bang, bảy tiểu bang sau đây, tiểu bang đầu tiên thông báo ngưng là tiểu bang Texas nè. À, rồi sau đó là những tiểu bang này, North Carolina, New Hampshire, Montana, Missouri, à, Massachusetts và Arizona Thì các bạn thấy á, người ta thông báo ngưng đúng không các bạn? thì điều này có nghĩa là bạn không có được nhận thêm cái 300 trên tuần mỗi tuần. Nếu như mà các bạn đã nhận hết cái tuần cuối cùng là cái tuần ending vào September 5th, thì từ ngày 6 tây tháng 9 trở đi thì bạn chỉ được nhận cái tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang thôi. Cho nên là các bạn cũng phải certify khai báo hàng tuần hoặc là hai hàng hai tuần nha các bạn. Hiện giờ nếu như mà các bạn à nhận đủ hết rồi thì không có tuần thứ 7 mình phải đợi cái gói cứu trợ lần thứ 2 hoặc là những cái chương trình hỗ trợ tiền trợ cấp thất nghiệp mới được ký được thông qua thưa quý vị. Hiện giờ nếu như các bạn nào mà nộp hồ sơ mới sau ngày 5 tây tháng 9 á thì các bạn có thể là các bạn được truy lãnh từ những cái ngày của ngày 1 tây tháng 8 tức là từ cái tuần mà ending vào ngục 1 tây tháng 8 là từ ngày 26 tây tháng 7 trở về sau nếu như mà các bạn đủ điều kiện để nhận nha thì cái điều kiện nhận cái chương trình lwa này thì sao thì các bạn có thể xem lại những cái video trước à, thì các bạn nên nhớ nè đây là những cái chương trình hỗ trợ do cái đại dịch cho nên là bạn phải có cái lý do nghỉ việc của bạn hoặc là giảm giờ làm của bạn là do cái đại dịch COVID-19. À, và các bạn nếu như mà các bạn nộp hồ sơ sau và các bạn vẫn đủ điều kiện để nhận những cái tuần mà ending à, từ ngày 1 tây tháng 8 rồi ngày 8 thì tháng 8 tức là tuần nào bạn đủ điều kiện thì người ta cho bạn tuần đó thôi chứ không có cần là bạn phải đủ điều kiện hết 5 tuần, 6 tuần nha các bạn. Ở đây Ngọc có tìm được một cái câu trả lời chính thức từ tiểu bang Texas là Texas sẽ trả những cái trường hợp này cho tới khi nào mà người ta không có tiền để người ta trả, tức là hết quỹ rồi, à hoặc là không có những cái hồ sơ nào cần được trả, hoặc là FEMA người ta nói là bây giờ không có chi ra nữa cho cái chương trình LWA. Cho nên là các bạn có thể được tri lãnh, người ta sẽ xét hồ sơ của các bạn nếu như bạn đủ điều kiện và người ta còn tiền và người ta không có cái lệnh ngừng thì người ta sẽ cho các bạn thôi nha các bạn cho nên là mình đủ điều kiện thì mình không có lo nhưng mà nếu các bạn đã nhận đủ hết 6 tuần rồi thì các bạn bây giờ chỉ được nhận cái tiền từ tiểu bang thôi, cái phần liên bang hết rồi. Khi nào À, bên chính phủ người ta bên quốc hội người ta thông qua một cái gói mới tổng thống Trump ký cái nội dung gói mới thì lúc đó mình mới xét tiếp cái chương trình trợ cấp thất nghiệp sau nha. Rồi bây giờ những cái tiểu bang hiện giờ đã gửi hết 6 tuần rồi nhưng mà người ta chưa có uh, thông báo ngân thì Ngọc nghĩ là bởi vì lý do là người ta chưa cái giải quyết hết tất cả các hồ sơ cho nên là người ta chưa có thông báo ngân. Đó là tiểu bang Georgia, Illinois, Indiana, Maine, Maryland, Michigan, uh, uh, Ohio Pennsylvania và West Virginia. West Virginia là được cho 400 trên tuần này các bạn. Rồi bây giờ qua cái tấm chắc đợt 2, à, tấm chắc ngàn 2 đợt 2 thì đợt 2 hiện giờ mình không có biết nó là ngàn 2, ngàn hay 500 thì bây giờ Ngọc Tạm gọi đó là 1 ngàn 2 cho mình dễ liên tưởng với đợt 1 nha các bạn. À, thì trong cái nội dung của cái bài báo này á, thì người ta nói có một cái nhà à, gọi là Stuck uh, À, là tạm dịch là cái gì ta à, để ngọc coi lại nha người ta tạm dịch là đây là Google Translate người ta dịch nha các bạn chiến lược gia chứng khoán thì ông này là Ed uh, Yordini nói với đài CNBC uh, vào hôm nay là ngày thứ ba rằng kinh tế của nước Mỹ có thể đủ khả năng để cải thiện trong cái mùa thu năm nay điều này có nghĩa là có thể là một cái gói cứu trợ lần thứ hai sẽ không còn cần thiết nữa à, thì người ta phân tích rằng nếu như mà kinh tế phát triển tốt tỷ lệ thất nghiệp à, đang cải thiện dần dần à, thì chúng ta thấy là nước mỹ sẽ đủ À, điều kiện và cũng như là không có cần cái gói cứu trợ lần thứ hai à, thì tháng 9 tháng 10 tháng 11 có thể là cái kinh tế sẽ bắt đầu à, tiến triển theo cái chiều hướng đi lên và tỷ lệ thất nghiệp thì giảm xuống thì bây giờ các bạn biết không nó tùy vào mỗi người mỗi cảnh và người ta xét trên một cái phương diện chung thôi chứ còn nếu như mà hiện giờ các bạn nói cái điều này là bây giờ À, kinh tế ổn rồi không có sao hết không có cần sự hỗ trợ thì những cái gia đình mà người ta gặp, đang gặp rất là nhiều khó khăn thì người ta sẽ phản đối những cái ý kiến này thì đây là Ngọc chỉ chia sẻ cái nội dung của cái bài báo này thôi à, thì hiện giờ các bạn thấy á, là một cái gói mới cho cái gói cứu trợ lần thứ hai thì hiện giờ giống như là đang nó đang trong một cái à, kiểu như là đang bị trì hoãn, đang bị bế tắc, nó không có một cái lấy thoát, không có một cái điểm chung của hai bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Cho nên là hiện giờ người ta tìm để một cái hướng đi khác. Thì có nhiều cái bài báo người ta phân tích như vậy và trong đây đặc biệt là cái tờ báo CNBC người ta nói là nếu như mà kinh tế của Mỹ phát triển bình thường và nó có những cái chiều hướng tốt đẹp thì người ta có thể nói là cái à, à, gói cứu trợ lần thứ hai không có còn cần thiết nữa bởi vì khi mà chính phủ Mỹ ký duyệt à, thông qua một cái đạo luật để cho cái gói cứu trợ lần thứ hai thì nó có thể là làm cho cái ngân à, cái cái nợ quốc gia của Mỹ nó bị còn còn cao hơn tức là à, cái ngân sách thâm thủng nó còn bị nhiều hơn cho nên là hiện giờ chúng ta có thể nói là nếu như mà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi không có đồng ý để thông qua, không có chịu bàn đà đàm phán, rồi bà cứ cầm cự miết và không có một cái gói cứu trợ lần thứ hai nào thông qua thì ngọc nghĩ có khả năng tổng thống Trump sẽ tiếp tục ký một cái sắc lệnh nữa để cho dân Mỹ cái tấm chắc 12 lần 2. Hôm bữa trước các bạn thấy là tổng thống Trump đã nói là hiện giờ trong cái tiền của cái gói kia thì còn 300 tỷ đô la Mỹ còn lại chưa có được sử dụng người ta dùng cái từ là unspent cho nên là tổng thống Trump ngọc nghĩ là nếu như mà bí quá không có cái một cái gói cứu trợ nào để hỗ trợ cho dân thì tổng thống Trump sẽ ký cái sắc lệnh thì các bạn nghĩ là cái xác suất để tổng thống Trump ký một cái sắc lệnh cho dân 1 hai để dùng cái tiền 300 tỷ này có cao hay không các bạn hãy cho ngọc biết thử các bạn nghĩ như thế nào nha thì giờ À, tổng thống trăm ký như vậy thì đâu phải là ông chi cái khoản mới đâu ông chỉ chuyển đổi cái mục đích sử dụng của cái khoản tiền hiện giờ chưa có được sử dụng trong cái gói kia sát thôi rồi đó là có thể là ông sẽ cho cái tiền một hai cho dân hoặc là hỗ trợ tiền trợ cấp thất nghiệp cho dân thì bây giờ 300 tỷ mà nó cũng nhiều đúng không các bạn hôm bữa giờ 44 tỷ thì chúng ta được 6 tuần nè rồi 300 tỷ thì không biết là chúng ta sẽ được ngàn hai cộng với tiền thất nghiệp hay là sau đó thì đó là tùy. Nhưng mà Ngọc nghĩ Tổng thống Trump sẽ làm hết sức trong cái khả năng có thể của ông để ông hỗ trợ cho dân Mỹ. Và bây giờ Ngọc có một cái tin rất là vui Và Ngọc cũng muốn báo cho mọi người cái tin vui này ngắn gọn một chút xíu thôi Ngọc sẽ tìm hiểu kỹ hơn để Ngọc làm cái video riêng về cái này Hiện giờ cái PPP đợt 2 có thể sẽ được bỏ phiếu trong tuần này Thì người ta nói là người ta gọi cái này là cái Discharge Petition on PPP Và người ta nói là hiện giờ PPP còn có khoảng là 100 ba chục tỷ đô la mỹ hiện giờ chưa có sử dụng đây là cái khoản tiền còn lại từ cái đợt một và người ta muốn sử dụng cái khoản này để um sử dụng cho cái PPP đợt hai và hiện giờ người ta nói là có thể là người ta sẽ chi khoảng 25 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp mà kiểu như là rất là nhỏ từ 10 nhân viên trở xuống à, tức nhân viên ở đây tức là nghĩa là cái nhân viên có W-2 như các bạn còn Channel Inn thì các bạn có thể tự đi xin. À, thì hiện giờ cái nội dung chi tiết cho cái PPP đợt hai này Ngọc cũng chưa có cụ thể cho nên là Ngọc chỉ muốn thông báo cho quý vị là hiện giờ người ta sẽ có thể là người ta bầu cho cái phiếu bỏ cho cái phiếu này khoảng là à, tuần này à, khoảng là thứ sáu nha các bạn thì các bạn thấy á là hôm bữa trước Ngọc cũng chia sẻ là chỉ cần 218 phiếu thuận ở bên à, đảng dân chủ tức là bên dân chủ hạ viện thôi à, cho nên là hiện giờ người ta đã có trong cái hạ viện thì đã có là một 198 phiếu cho đảng Cộng Hòa rồi Cho nên là người ta chỉ cần 19 phiếu từ những cái thành viên của đảng Dân Chủ ở bên Hạ Viện Thì cái gói này có thể được thông qua bởi Hạ Viện Thì các bạn biết khi mà cái Thượng Viện người ta đưa lên cái gói này Có nghĩa là người ta đã phần uh, 99% là sẽ được thương, Thông qua bởi Thượng viện đúng không các bạn Cho nên là Ngọc hy vọng là cái gói PPP đợt 2 này Sẽ bắt đầu là một trong những cái khởi điểm để người ta có những cái gói nhỏ standalone bill để hỗ trợ cho cho dân ví dụ như là ppp xong rồi á thì người ta có thể chuyển qua là cái ngàn hai rồi người ta có thể chuyển qua là tiền trợ cấp thất nghiệp cứ cái nào mà dân cần trước thì người ta duyệt ký trước thôi chứ không có mong đợi đến một cái gói to bự nữa quý vị đó là ngọc nghĩ là đó là một cái hướng để mà chính phủ Mỹ người ta giải quyết cái rắc rối hiện giờ và đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ cho mọi người hy vọng mọi người sẽ thấy những cái thông tin Ngọc chia sẻ ở đây hữu ích và hãy like share và đăng ký kênh ủng hộ Ngọc mọi người nha chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo